làm bạn gái anh nha. Wow, trời ơi, cây láp cỡ này ngoại tình được chưa? Dạ tất nhiên là được rồi anh, chứ không gài trên mạng tụi nó đăng con cu chút ác mà đặt ngoại tình á. Nếu cái láp của anh vậy thì ok việc. Nhập gia thì phải tùy tục, còn chuyện bú sục là tùy em. Cái đó em lo được. Tặng em con cu, tặng em trái dưa leo nè. Mỗi khi nhớ đến anh thì hãy lấy nó gà nha. Dạ anh cảm ơn, anh có sắp xếp để em thưởng thức đó nha. Ok, để anh trốn vợ, có gì anh nhắn tin cho em rồi anh qua ha. Nhìn em ngon thiệt á. Đẹp như thế này, chỉ có dứt 6 cái mới vừa lòng anh. Em coi tranh thủ cạo đi nha. Gu của anh là phải sạch sẽ, lông nhiều anh không có thích. Dạ.